Xin chào các bạn. Hôm nay mình chuẩn bị dụng cụ để đi vệ sinh cái bình nóng lạnh. Thì nhân đây thì hôm trước có một bạn ở trên nhóm ấy đã chắc là mới vào nghề nên là vệ sinh cái thanh đốt của bình nóng lạnh là không có hóa chất và dùng kìm. Đó. Dùng kìm cứ vặn đi vặn lại có thể vừa lâu mà nó sẽ xước, sẽ hỏng cái thanh đốt. Thì bạn ấy không biết là dùng hóa chất gì, thì hôm nay mình sẽ nhân tiện mình chắt cái can hóa chất này ra. Thì bạn nào ở Hà Nội có thể ra hàng gà để có thể mua một cái can này, một cái can 5 lít này thì nó cũng rẻ thôi. Đó. Thì quá trình mình đi làm thì mình sẽ san sang một cái chai Lavi như này. Nhiều khi không dùng hết một chai này đâu, nhưng mình cứ san sang. Đó, thì đi cho nó tiện, không phải xách nhiều vào hóa chất thì nó đỡ nguy hiểm. Thì để chuẩn bị làm cái này thì các bạn lên chuẩn bị những cái đồ như sau. Thứ nhất là găng tay bảo hộ này. Tốt nhất là dùng với hóa chất thì các bạn lên dùng găng tay nhé. Đó, cái kính đeo để bảo hộ cho mắt này, vì nó bắn vào thì mình không nói trước được đâu, nó sẽ nguy hiểm. Kế đến thì cần một cái kìm nước này. Ở đây thì mình không để cái gioăng ở đây, nhưng mà các cái gioăng của rắc co ấy, kìm nước này. Đó, một cái van một chiều. Tốt nhất là các bạn cứ đem theo, bởi vì bình của người ta khách lâu ngày thì nó cũng rất là hay hỏng. Mình tiện là mình có, mình thay luôn, vừa kiếm được tiền mà an toàn cho khách, mà cũng không phải mất công đi lại để mua nhá. Chuẩn bị một cái gioăng của bình 30 lít tùy bình nhá. Hiện tại thì mình nó còn một cái bình mà dùng cái rác 60 mấy mm ấy. Nhưng mà hôm nay mình không đi làm với cái loại đấy nên mình không đem theo nhá. Thì đây là một cái gioăng của bình 30 lít. Đó, cái thanh chống nóng cặn này nhá, thanh mangan, nó là anode. Thì các bạn mua ấy, lên chọn cái thanh trong này là cái gen bé nhất, bởi vì nó có rất nhiều loại gen. Các bạn mà mua, mà mình đã từng mua rồi, các bạn mà mua mà lại gặp phải cái nhiều loại gen khác nhau thì đôi khi có những cái lâu ngày không dùng thì cứ cất ở trong túi đồ thì nó quá nhiều. Mua theo một cái loại gen bé như này, gen bé nhất. Và trong túi các bạn cũng có con EQ, ví dụ gặp vào một cái loại mà chân gen nó rộng quá thì các bạn bắt con EQ ở dưới. Như vậy là chỉ cần mua một cỡ này thôi nhá. Kế đến thì cũng lên đem theo cái một cái át chống giò này, một cái dây át này của bình. Đó, thì của khách nhiều khi nó hỏng thì mình có thể thay luôn, thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mình. Mình không phải đi lấy đã mất công. Và một cái lục giác 10. Nhiều loại đời cũ thì nó vẫn phải tháo bằng lục giác mới tháo được cái thanh chống nóng cặn ra nhá. Cái chỗ lắp thanh chống nóng cặn ấy. Và một cái khẩu như này để tháo cái đai ốc của bình. Kìm nước thì đây rồi, nó nhiều cái người ta dùng dây mềm, nhưng một đời cũ người ta vẫn lắp bằng cái rắc co, nên các bạn dùng cả kìm nước nữa. Và sẽ đem theo một cái đoạn vòi như này nhá. Một cái đoạn vòi như này thì các bạn có thể hút xả nước cho nó tiện, cho nó nhanh nhá, từ trong bình ra để cho nó nhẹ, thì bắt đầu các bạn mới tháo bình ra nó mới dễ. Chứ nếu không thì nó rất là nặng và có thể là tuột tay là rơi bình. Đó, thì sơ sơ là như vậy. Nếu mà cần chuẩn bị thì có nhiều chỗ trên lóc hộp kỹ thuật thì có thể là đem theo cái đèn chiếu đi các bạn ạ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nhà khách để làm. Bây giờ trước khi ấy thì các bạn nhớ tắt át bình nóng lạnh đi nhá. Tắt át đi, cẩn thận thì dán băng dính ngang qua. đó, không nhắc chủ nhà, không ai bật. Đồng thời hiện tại đang có nước nóng rất nhiều, bỏng này, thì các bạn phải xả hết nước nóng đi đã, xả hết nước nóng đi đã nhé, thì bắt đầu mới tiến hành tháo, không có là chết bỏng. Với cái bình này thì đang lắp bằng ống cứng thì phải dùng kìm nước, nên là tháo nước ra cũng sẽ rất là khó hơn những cái bình mà bắt bằng dây mềm, tháo ra tháo bằng một chiều là nước ra được. Thì phải có một cái vòi như mình đem đi để hút nó chảy xuống ở lửa bình còn lại cho nhanh nhé. Xả đi, không có khi tháo ra đầy nước nóng ở trong, chất bỏng. Xả ra hết đã. Sau đó thì phải khóa cái van cấp nước của nó lại. Chặt chưa? Đó, xong xả thử sang bên nóng này. Thế hết sạch nước rồi thì bầu mới tiến hành tháo nha. Bác lấy tô vít, bác tháo phần điện trước đi. Đó, điện trước cho nó ra dây điện nó an toàn. Cầm cả bút điện nhé, nhớ át nó đấu một cực. Đó, các bạn cần phải thử nhé. Các bạn đứng trên ghế như này ấy, thì một tay phải vịn ra tường nhé, không có nó cách điện quá thì cái bút điện có thử thì cũng không lên đỏ đâu, mặc dù là vẫn có điện. Sau đó tháo cái dây nguồn nó ra. Tháo dây nguồn xong rồi rút nó ra ngoài đã. Xong rồi tháo đến lượt tháo dơ le, để nước lôi nó khỏi phi ướt vào cái dơ le. Đó, bác rút ra, bác giật mạnh cái dây đỏ ra. Đó. Nó có hai con vít đấy. Mà IC vẫn nọ mình. Đó thì bình này bình 30 thì nó lắp giống nhau mà, đa số lắp một kiểu. Không nó bị hỏng này, hỏng dơ le đấy thì được chưa? Lay lay vừa phải, không có nó gãy mất chân của dây mây so. Đó, sau đó các bạn tháo lưới lỏng này ra thôi nhé, để cho phi bớt nước ra ngoài. Phi đến tầm giữa bình này thì bầu đưa cái vòi vào hút lốt cái phần dưới còn lại. Bởi vì cái phần này mình không tháo được cái van một chiều ra để cho ra nước. Đừng lé ra để cho nước nó khỏi phun vào người. Xong đó mở kênh cái van bên nước nóng á, để cho không khí nó lọt vào. Nếu mà cái bình nào mà van một chiều kém rồi có thể nó sẽ chảy theo lối này chảy xuống. Nếu mà đây van không có van. Này không còn cách nào tháo nước ngoài cách này. Nếu mà thợ mà lắp chuẩn theo đúng hướng dẫn của Ariston nhá, người ta sẽ lắp một cái T ở đây, thì có thể là tháo cái van lắp T ở trên điểm này này, là có thể tháo van xả trong trường hợp bảo dưỡng sửa chữa là nhanh. Hoặc là cái van một chiều đời mới là có cái tay gạt để mở nước ra theo cái van an toàn này. cẩn thận nó tuột rơi vào trong. Đó, các bạn nhìn thấy không? Canxi bám đầy đây. Sau đó thì bây giờ mình dùng cái vòi này để cho vào trong hút nước cho nó chảy lốt cái phần nửa bình còn lại. Đấy, khi chảy hết lửa phần vòi còn lại thì bắt đầu phần bình còn lại bắt đầu mới tháo bình ra bê xuống, nó mới nhẹ nhàng, nó mới không tuột tay vì nó không có chỗ bám. Dùng cái vòi to này thì hút một tí là xong. Đó, sắp hết rồi. Đã hết lượng. Bây giờ thì tha hồ có thể tháo. Rồi các bạn dùng kìm nước này, tháo ở đây nha. Đợt này nó đang dịch, nó đang đắt. Mua cái của nó kêu mà. Vô lấy cái ghế khác, đừng chắn camera, lấy ghế khác. Đừng chạm vào, không rơi. Đây nhá. À. Đừng chạm vào. Đầu tiên thì rửa trước cái vỏ cho nó sạch thì đỡ ôm vào người nó bẩn. Có thêm nước rửa bát này. Hết à? Thì đằng nào cũng phải rửa cho nó sạch, nhân tiện là mình sẽ không bị ôm vào người cho nó đỡ bẩn lúc bê vác lên. Xong lại trông như bình mới luôn. Tí nữa kiếm cái chậu, giống một cái chậu cho đổ ra, nhỡ cái cặn ấy nó khỏi trôi xuống cống. Nhỡ trôi xuống cống nó tắc cống. Đó, các bạn nhìn không? Thứ nhất nó sạch luôn cái vỏ, mình ôm một người không bẩn. Đồng thời là đằng nào cũng vẫn phải vệ sinh mà. Trong lúc đó thì tháo cái thanh chống đóng cặn này, nó ăn mòn gần hết rồi, tháo ra. Bố Hùng cho nước vào trong bình ấy. Xong là lắc lắc để cho nó ra, lắc lắc đi, xong rồi mới lúc nào mà ấy rồi mới úp ngược xuống lắc. Đó, các bạn lấy chậu hứng mà đổ vào nhé, từ đứng ôm nghiêng chuẩn rồi mà úp bắp từ trượt tay hết. Đó thì cái cặn nó rơi đổ ra, nó không bị trôi xuống cống, tắc cống. Đây, nhà này như này vẫn còn là ít đấy. Hôm trước nhà cháu cho ấy một anh ấy, nó tới đây luôn này, xách cả một cái túi lông. À, các bạn nhìn canxi đầy luôn nha. Nhà này 5 cân. Nhà 5 cân thật đấy. Một cái túi lông xanh đi chợ mà gần đầy. Sao nhà này nó lắm nhỉ? Nhà ông Trường. Nhà có lông đúng không? Đúng rồi. Khu vực này thì rồi, vì cái nguồn nước mà nước giếng đây là rất nhiều vôi, không được như giếng ở trong cái nước máy thành phố nó không có vôi. Nên là các bạn này hứng vào chậu nha, hứng chậu không có tắc cống ấy. Đó, chắc sẵn đổ đi. Nếu mà sạch rồi thì thôi không, kéo đứt tay nha, đừng đưa tay vào trong ngoáy ở trong là đứt tay đấy. Vì cái miệng của cái chỗ lắp dây máy so rất là sắc. Vẫn còn đấy, vẫn còn đấy bố. Vẫn còn. Ừ. Đấy vẫn còn nhỉ. Lúc lắc ấy này, bác lắc này, lắc lắc này rồi mới ngoáy, mới chua ào ra. Đấy. Cho vào, bác phải ngoáy lắc từ kia ra. Cho mất cái rong vào. Rong. Rong của xe. Ai cái gì thế? Cầm này chắc có cầm như vậy, trượt tay, sái tay em. Đó, cầm lắc nha. Sau đó tư thế này gần đổ nước ra rồi bố cầm nha. Trong lúc ấy là lắc nhẹ luôn. Thì nó ra hết, chứ em chỉ ào ra một hướng thôi. Đó, hết rồi đấy. Hết rồi thế thôi. Ra làm sao vậy? Đấy, chỗ này chắc cũng phải tầm hơn cân. Nhiều hàng mà. Ngon. Nghĩa là tôi dưới xong cái clip này nó quay cởi. Một túi luôn, xách một túi luôn. Mà nó còn một cục ở trong cái vòi luôn nhỉ? Bây giờ nhá, đến là phần mà tẩy cặn này, bác bạn dùng hóa chất ấy. Thì đeo kính bảo hộ nhá, chẳng may hóa chất axit nó bắn vào mắt nhá. Mình có đem găng tay, nhưng mà nếu cẩn thận đem cả găng tay vào và khẩu trang để ra chỗ thoáng hoặc bật quạt thông gió trong nhà vệ sinh nhá. Không có nó cái mùi axit nó bốc lên. Gồm có quạt thông gió đấy hoặc thôi cởi luôn trong này, bác Hùng đi ra. Đeo kính, khẩu trang vào, găng tay vào. Đó. Bình thường thì không hết một cái chai Lavi gì đâu. Các bạn nhìn này. Đấy, nó sủi nhanh này mà. Hôm nọ có một bạn trên Facebook cứ lấy kìm để cậy đến bao giờ cho nó vỡ hết được, mà nó còn xước hỏng bình. Có được cái chổi bát sơn này. Sau đó phần trên mà không hứng được thì các bạn sẽ dùng cái chổi quét sơn này, sẽ chấm vào và ấy lên hết trên nhé. Các bạn nhìn nó sủi này, sủi phê luôn, nên là cần chỗ thoáng để khỏi hít vào mũi. Đó, ăn gần hết này, sạch luôn nhé. Ma nhê này coi như là hết rồi. Vâng, cái thanh ma nhê này cụt hết rồi, các bạn thay bằng thanh mới nhé. Nó sẽ ăn mòn cái thanh đó. Cái đấy là điện cực alốt. Nó sẽ ăn mòn đấy để làm dụng cái canxi. Canxi sẽ không bám vào dây máy so nhiều. Sủi rất mạnh luôn, đúng canxi chuẩn. Nhiều chỗ nước giếng khoan nó còn thêm cái thành phần khác vào, nó cũng rất khó đi. Đó, thì cái này là hình thù nó đặc biệt, nên là mình không thể có cái gì mình đút được hết nó vào. Mà nếu cái nào mà ngập được cả cái này thì phải tốn rất nhiều axit thì mới được. Chỉ cần lấy nhẹ một lúc là hết. Canxi bám tương đối nhiều ở thanh này. Nếu mà cái nước nó bị bão hòa rồi thì có thể đổ thêm vào và cứ ngâm tiếp. Hoặc là bây giờ có khi lấy cái túi ly lông đó, đựng cái canxi ở chậu kìa, sau đó đổ vào chậu đấy mà ngâm cho nó được cả cái cạnh dài của cái đấy nhá. Bây giờ lấy túi ly lông đựng vào. Xong bác tráng sạch chậu đi, có cái còn sót đấy thì nó lại tác dụng vào cái hóa chất của mình. Nó đưa vào túi đấy. Đây, các bạn xem nhá, một cái túi này cũng khá là nặng luôn này, khá là nhiều canxi luôn nhá. Đó, này, để đây trải cho chủ nhà, nó đem về ở mình tắt mắt chết. Xong bác để đứng. Các bạn chú ý nhá, không được để axit dây vào cái chỗ này nhá, dây vào cái phần tiếp điện nhá, về sau nó dẫn điện đấy. Bác dựng đấy, thế hay là nó tiếp xúc tất với cả ấy. Tiếp xúc tất cả cái phần đế. Không cần bắt cần ấy nhẹ đâu, không cần nhanh vội tay đâu, nó ăn bằng hóa chất là chính mà. Mình chỉ chấm chấm lên cho nó bám vào thôi. Bạn thấy nó sủi trắng ở chậu. Thường một cái chai thôi, nước trong axit trong như này nó sủi trắng chậu. Các bạn bảo hỏi bằng cái nước đổ ắc quy được không? Nước đổ ắc quy thì cái nồng độ axit nó yếu quá. Yếu quá thì tẩy nó sẽ không đi được. Nó lâu. Vì canxi nó bám nhiều như này mà. Bác cho nó đứng như này, nó cả cạnh dưới kia nó bám này. Có phải nó nhanh không? Còn chỗ nào nó không bám được thì bác mới cho cái chổi vào bác quét. Đấy, bình thường nó cứ sủi mà. Chú ý là không được để dây axit lên cái hai cái cọc điện này. Nước cũng vậy, hạn chế nước vào chỗ đấy, về sau nó đọng là nó lại dẫn điện đánh lửa tại đấy. Bây giờ nó bị bão hòa rồi, bà bác đổ vào đấy đi cho lốt cái phần lại này vào. Cứ đổ thẳng xuống chậu. Đổ tránh tay, cứ đổ thẳng vào. Đấy, xong lại lấy chổi và quét từ từ lên. Những chỗ nào mà trên cao chưa bám thì quét cho vào. Còn là nghiêng chậu này cho nó đọng nhiều nữa này, đấy, cho cái thanh nó vào cái điểm nghiêng đấy. Vậy chậm cái đấy nó bắn. Đó, sau một hồi khoảng 20 phút, trong lúc các bạn có thể uống nước ngồi chờ thì cái này nó ngấm thì nó tan hết, thì như này là có thể là coi như xong này. Nó chỉ hơi hơi một vài điểm nhỏ nhỏ thì không quan trọng lắm, thì các bạn hãy đem đi tráng bằng nước lã, sau đó lắp vào. Đó, cái thanh cái gioăng này nó lát rồi các bạn, kể cả không lát thì các bạn lên thay, vì nó liên quan đến phần điện dính ở đây nhé. Đấy, thay bằng cái gioăng mới. Đây là cái thanh chống đóng cặn mới này. Mới thì nó như này, thanh cũ thì nó ăn mòn hết. Có khăn khô đấy không? Như lúc mình nói lúc nãy, cái thanh này các bạn mua cái loại mà ren bé nhất. Nếu nó vừa thì kiểu gì nó cũng phải vừa một cái. Còn cái loại mà nó vào cái to ấy, các bạn kiếm cho nó con ecu bắt xuyên qua cái này là cũng được. Chứ không có bây giờ lần trước mình mua kiểu đấy rồi, mình mua nhiều loại chân, cuối cùng có chân không dùng đến thì ở nhà đầy một túi cái thanh chống nóng cặn này. Đó, nên là cứ mua cái loại này, loại ren bé nhất, xong rồi dùng bằng ecu. Nếu gặp phải con nào to, con nào vừa thì bắt vừa luôn. Đó, gioăng lắp vào nha. Rõ vào giữa. Không giữa nó phải chỉnh đấy, nó bảo để nâng lên. Đó, các bạn kéo xuống để cho nó ăn vào cái lợi này nhé. Nó gioăng, cái mép gioăng nó ăn xuống cái lợi này cho chắc. Thì khi lắp vào rồi, đường này phía dưới, cái dây mai sau lắp vào nhớ phía dưới. Những bạn mới ấy, là hay lắp ngược như này thì về sau nước khó ngược cái đoạn này sẽ chết dây mai so nha. Nhớ lắp xuống dưới này. Cầm cũng phải khéo, không có nó sẽ tuột. Bạn nào không quen mới làm ấy thì để dùng dây thép vào buộc, không có là phải đi ấy đấy, đi thò trong bới lấy đấy. Nó cần giữa một tay giữ này, cho vào này. Chỉnh cho nó tương đối, nó hơi lệch, khó kín. Siết cũng vừa phải nhá, siết mạnh tay là có thể đứt con ốc này nhá. Tới tầm thôi. Đó, bây giờ đừng lắp dây mai so vào bộ để đĩa mình lắp mình lên, mình xả nước vào trong, nước nó không chảy ở chỗ này. Bắt đầu mới lắp ra này nha. Cần kiểm tra hai cái gioăng này trước. Lắng lắp vào. Đó, cầm đúng tư thế thì đặt lên rất là dễ và nhẹ nhàng. Còn không dính nghiệm thôi, đầu dây đây cháy mua ve. Vào bóng mở này vâng. Sau đó các bạn tiến hành mở van ra, nó ăn cấp ra. Đồng thời là mở các cái vòi này về bên nước nóng để cho nó xả không khí trong bình ra. Đó các bạn thấy không? Không, nếu mà quên trường hợp này ấy, nước chưa vào bình các bạn đấu điện, bật điện luôn thì dây máy so cũng bị đốt khô và chết nhá. Bạn thấy không? Đó, mở hết các vòi ra. Mở hết các vòi về bên nóng để cho xả không khí ra. Thì nước có điền vào sẽ đẩy không khí ra. Bao giờ ra nước thì mới tiến hành đấu điện. Nước trong dừa góc trong lúc chờ nước điền đầy nhá thì các bạn kiểm tra lại đầu dây này. Hiện tại cái đầu dây nó đang bị cháy này, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đang bị cháy chảy dây này. Nó ngược sáng nhìn không rõ. Đó, tiếng nước đang đầy bình, rồi cắt này đi nhá. Đó. nước vào đầy bình này thì bắt đầu tiến hành đấu điện, đóng nó vào để kiểm tra trên chỗ dây máy so có bị hở nước không. Đó, thì mình kiểm tra ở đây xem nước có chảy không, đồng thời lau xung quanh cái phần điện đi để cho nó không còn nước, về sau nó nóng trong này, nó bốc hơi, nó chui vào dơ le. Và mình lau khô đi, mình kiểm tra nó cũng dễ. Đó, khi mà xác định chắc chắn là không rong mới và không bị hở rồi thì bắt đầu mới tiến hành lắp dơ le và đấu điện. Đó, răng mới thì thường là 100% kín luôn. Các bạn tiến hành băng cái đầu này lại để cho nó khỏi hút vào cái lò xo ruột gà nhé. Hút vào cái lò xo ruột gà ở trên ống ấy thì mình đốt lên nó cứ toàn bị vấp, rất là khó làm. Bác băng vừa phải đâu, nhiều quá tốn băng, thừa ra tí cho nó dễ chui lên. Tốn băng tí lại mất công rồi. Rồi, sau đó thì đốt rồi. Khi mà cái lò xo ruột gà nó không vấp này, các bạn đút vào rất dễ. Bao gồm đút đi. Đó. Cứ lấy tay ấn vào, thấy không? Nếu mà các bạn không băng đầu nhá, còn lâu mới lên được. Đó, lên ở đây có thể kéo lên. Đó, sau đó cắt xử lý đầu để đấu vào dơ le. Đừng dùng tay. Các bạn lên thử bút điện nhé. Bên này mình vừa thử là bên đỏ này, bên lửa này. Lửa thì các bạn phải đấu đúng ở bên lửa nhé. Để khi dơ le nó cắt ấy, là nó cắt đúng bên lửa. Và đấu ở ngoài này trước đi. Đấu ở ngoài này trước đi, tại vì khi đưa vào trong nó sẽ rất là khó. Xong rồi mình chỉ bắt nó vào trong thôi, đừng để quay vướng tay thôi, quay có thể chọn góc. Đó, xong đặt vào này sẽ dễ hơn, thay vì là đặt ở trong rồi mới đấu nó sẽ khó hơn nhiều. Sau đó thì mới bắt vít lại. Trong quá trình đấy thì vẫn lên kiểm tra lại xem nước có bị giọt không nhé, cứ cẩn thận. Hiện tại ở đây thì nó kín rồi, mình cứ thế mình cắm rắc vào thôi. Các cái rắc này các bạn lấy cái kìm bóp lại nó cái, vì mình thấy nó đang lỏng. Nó bị doãng ra này, các đầu này nó bị doãng ra, mình lên bóp lại, nó tiếp xúc với dòng nó rất lớn, khoảng tầm 10A, hơn 10A. Bây giờ mình đấu xong rồi thì mình sẽ bật thử. Đó, thường nếu mà các bạn làm nhé, làm mà bị nước vào chân máy so thì bây giờ bật lên nó sẽ có chỗ đánh lửa chân máy so xá đỏ lè luôn nhá. Nên là hạn chế để axit và nước ẩm vào chân của dây máy so. Hai đầu chân nó đọng nước trong đấy, nó sẽ đánh lửa. Bây giờ thì đậy cái vỏ lại và thanh toán tiền thôi. Sau đó các bạn xoay nó ở cái mức có chữ E nhé, là economic. Xoay lại gần chỗ E đấy. Mức tiết kiệm. Quá rồi. Nhìn. Đó, thế là xong thôi. Đã rồi. Các bạn xoay về nước E này này. là tiết kiệm này, economic, đồng thời là trẻ em người già không sợ chất bỏng nhé. Nó đỡ, nó cũng nóng tương đối già đấy, nhưng mà nó không bao sôi hẳn lên đâu. Thì mình dừng lại cái video này đây, các bạn đăng ký kênh và theo dõi, mình cập nhật các cái chia sẻ mới. Xin chào các bạn.